giữa thời tiết ấm áp bất thường của thành phố New York vào buổi sáng thứ hai 10 tháng 12 năm 2012, nhân ngày kỷ niệm quốc tế nhân quyền lần thứ 64, hàng trăm người Việt về từ Georgia, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, Pennsylvania, thủ đô Washington, vân vân đã đổ xô về thành phố này để phối hợp cùng đồng hương nơi đây thực hiện một cuộc biểu tình đầy khí thế tại United Nations Plaza đối diện với trụ sở Liên Hợp Quốc. Trước khi cuộc biểu tình bắt đầu theo đúng hẹn, một phái đoàn người Việt gồm luật sư Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia New York, bác sĩ võ Đình Hữu và bác sĩ Đỗ Văn Hội thuộc cộng đồng quốc gia liên bang Hoa Kỳ, ông Lưu Văn Tươi, chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia Florida, ông Lê Thế Hùng, chủ tịch cộng đồng người Việt Âu Châu, ông Trần Viết Hùng đại diện cho Liên hiệp cao đài vân vân đã vào bên trong trụ sở Liên hợp quốc để đào đạt nguyện vọng của người Việt hải ngoại về nhân quyền sau nghi thức chào cờ và mặc niệm của biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc được bắt đầu với phần chào mừng của ông Nguyễn Văn Tánh, đại diện ban tổ chức. Kế đó là phần phát biểu lần lượt của các vị chủ tịch cộng đồng, các vị đại diện phái đoàn về từ khắp nơi và những vị đại diện cho các thành phần tham dự biểu tình. Xen lẫn với những khẩu hiệu bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt đòi hỏi nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam, cùng phản đối trung cầm xâm lăng Việt Nam và lên án Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Khí thế của cuộc biểu tình dâng lên cao nhất là lúc dược sĩ Trần Quang Tuấn, và một thành viên của Liên minh Dân chủ Việt Nam ở Boston cùng ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đạp đổ một quan tài giả tượng trưng cho mồ chôn cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều đồng hương đã giảm nát quan tài giả đó. Ngay sau đó, phái đoàn từ bên trong trụ sở Liên Hợp Quốc đã trở lại với đồng bị tình để trình bày về kết quả cuộc gặp gỡ thành công giữa phái đoàn và các viên chức Liên Hợp Quốc. Tiếp nối các sinh hoạt đấu tranh vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật trước đó tại thủ đô Washington, Cuộc biểu tình nhân dịp kỷ niệm 64 năm bản tuyên quân quốc tế nhân quyền ra đời đã nói lên tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm của cộng đồng người Việt hải ngoại để tranh đấu giành lại nhân quyền cho 90 triệu đồng bào trong nước.